chào mọi người đã quay trở lại với dự án Shop House New An Thới, Sun Grand City New An Thới tại Nam đảo Phú Quốc. Chúng ta đang có những cái hình ảnh mà mình quay vào lúc 12 giờ đêm khi bọn mình đi ăn tối, đi nhậu về. Thì chúng ta có những cái hình ảnh rất là đẹp về cái khung cảnh trục đại lộ New An Thới, trục đường 36m. Ở đây thì có những cái căn Shop House tại An Thới, Nam đảo Phú Quốc, rất là đẹp với những ánh sáng các bạn có thể nhìn thấy chiếu vào. Và đặc biệt là chúng ta thấy là đây là căn góc, căn chủ đầu tư đang làm quán cà phê Limoni và sẽ khai trương trong tháng 10 này, cùng với cái công viên Limoni ở phía bên trong đang hoàn thiện. Thì mình vừa đi nhậu và mình đã nói chuyện trực tiếp với cái anh mà đang thi công, đang làm về công viên Limoni. Thì theo chia sẻ của anh thì sẽ đưa vào khai thác sớm trong thời gian tới. Cũng như là công viên Limoni là một trong những cái công viên chủ đề rất là đẹp tại dự án công viên hoa trái 4 mùa ngay ở phía trong kia, bây giờ vẫn đang thi công. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là quán cà phê Limoni mà chủ đầu tư Sun Group họ hoàn thiện và đưa vào vận hành để cho khách hàng chúng ta có thể nhìn thấy là có thể làm gì với những cái căn Shop House địa trung, những căn Shop House New An Thới ở đây. Chúng ta có một cái lô đất sở hữu lâu dài, hay còn gọi nôm sở hữu vĩnh viễn, và một cái mặt ngoài về đêm cực kỳ đẹp với cái cách làm và cái cách concept mà chủ đầu tư đưa ra để cho những cái nhà đầu tư đã mua ở đây có thể hình dung ra được căn nhà của mình về sau về đêm thì nó sẽ như thế nào, và đây nó sẽ như thế này. Đây là một trong những cái thiết kế điển hình chủ đầu tư làm những cái bóng đèn LED nó hắt sáng từ ngược từ dưới lên, nó tạo cho cái, chúng ta nhìn vào cái căn nhà nhìn nó rất là sang và nhìn nó rất là sáng căn nhà. Cái thứ hai là trong khoảng 2 ngày cuối tuần vừa rồi chúng ta có hơn 50 giao dịch về những cái căn Shop House tại đại lộ New An Thới này, và trong bảng hàng chỉ còn những căn cuối cùng đang đợi chủ nhân để nhìn ra những cái tiềm năng tương lai của dãy Shop House đại lộ đẹp nhất dự án này, với cái mặt đường lên đến 36m và cái mặt ngoài cực kỳ đẹp. Khi mà chúng ta hoàn thiện thì nó sẽ tương tự như chúng ta đang nhìn thấy một cái căn điển hình mà chủ đầu tư hoàn thiện làm quán cà phê Limoni. Đây là không gian phía trong. Đó, đây là hoàn toàn là không gian phía trong. Chúng ta có một không gian rất là rộng và kê bàn ghế thì nhìn căn nhà nó rất là sang. Mình thấy rất ít dự án làm được những cái điều này. Nó không lè loẹt mà nó, tất cả những cái chi tiết mà hoàn thiện về mặt ngoài, từ ánh sáng, cái chỗ nào cần sáng thì nó sẽ rất sáng, chỗ nào mà không cần sáng thì nó sẽ vừa đủ sáng thôi. Nhìn nó rất là tinh tế về sản phẩm. Ngoài cái căn Limoni cà phê đấy thì chúng ta có thêm các cái khu vực khác mà chủ đầu tư đã show off ra cái mặt ngoài để cho khách hàng có thể hình dung ra những mô hình mình kinh doanh như khách sạn, như là quầy bar, hay là cửa hàng tour, đại lý bán tour, hoặc là cửa hàng bán về các cái sản vật địa phương. Đó. Ở đây thì những căn này thì chủ đầu tư họ chưa làm hát sáng lên. Họ chỉ làm một căn điển hình là căn đầu hồi thôi. Đó. Chúng ta có một cái mặt ngoài cực kỳ đẹp. Và những hình ảnh này là mình quay trực tiếp vào lúc giữa đêm. Chúng ta có đại lộ New An Thới. Những anh chị nào mà chỉ cần đến dự án thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một cái đại lộ rất là lớn. Và cái con đường này cũng là cái con đường trục chính, con đường huyết mạch từ đường tỉnh 975, tức là đường cao tốc An Thới Cửa Lấp, để đi vào ga đi cáp treo Hòn Thơm, và sẽ đi trên con đường này. Thì ở đây với một mặt đường lớn và những căn nhà phố thương mại rất là đẹp, với cái quyền sở hữu đất lâu dài nó chỉ chiếm trong cái 6% tổng cái dự án tại Phú Quốc được cấp sở hữu lâu dài thôi. Và những anh chị nào nhìn thấy tiềm năng thì những cái dòng tiền liên tục đổ về vào những cái ngày cuối tuần vừa rồi chính là những cái khách hàng đến từ những cái sản phẩm của Vingroup, nhưng họ đã xuống với An Thới và họ đã đầu tư tại Shop House Sun Grand City New An Thới Phú Quốc. Và trên bảng hàng chúng ta đang còn những cái căn cuối cùng đang mở bán tại khu trục đường chính này, trục đường đại lộ New An Thới, hay còn gọi là đại lộ 36m.
đây là một loạt các cái căn shop house khác mà chủ đầu tư họ đang hoàn thiện để cho khách hàng có một cái nhìn tổng quan về dự án. Và anh chị nào đang quan tâm về các căn shop house tại New An Thới này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình.